Quyền Yển 200k, Bác Giáo Tin 200k, Bà Chiêm 300k, Em Quân 200k, Em Cương 100k. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân và em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Chúng con xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh nhà bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu. Sau khi mà đi vào Tân Gia xong thì cũng có một số các bác gửi cái phong bì ấy, thì là cháu Lực lên thì cũng không biết là các em có ghi lại giấy tờ không. Như hôm qua khi mà các anh chị đưa phong bì cho thì các em có ghi lại không? Có ạ. Có à? Vâng. Đây, ghi lại thì để lần sau mình nhớ. Thế phong bì thì đã bóc hết rồi à? Vâng. Đã bóc hết nhưng mà có ghi ra giấy không? Có ạ. Có đúng không? Vâng. Thế thì Hải ghi ở đâu? Hải thì lấy ra thử đọc cho tất cả các bác cùng nghe được không? Được ạ. Đấy. Ở đây thì cháu Lực muốn là ghi hình lại cái khúc này của bác ạ, để tránh trường hợp là một số các bác sẽ nói rằng là khi mà cháu Lực nhận được phong bì của các em thì lại không có đưa cho các em ấy. Ở đây thì mọi cái thì các em mà tự nhận, xong là các em mà tự bóc và các em cũng tự biết ghi lại để làm sao mà sau này mình đi trả lại cô bác. Đấy, và cũng có một số bác có gọi điện riêng cháu Lực nói rằng là Quân với Cương ấy là bảo là hoàn cảnh thì cũng các em cũng có hoàn cảnh nhưng để mà đưa phong bì như này thì sẽ không có hợp đấy cô bác. Đấy, nhưng mà Quân thì cũng được là một bác giấu tên là gửi là 200.000 để mà em ấy đi phong bì. Đấy, Quân thì nếu mà bác không có gửi cho thì em ấy vẫn lên hộ thôi. Đấy, còn em Cương thì hôm nọ là em Sử là đi phong bì nhà Cương là bao nhiêu nhỉ? Đi 100. Đi 100 à? Vâng. Là có nghĩa đợt này về thì là Cương là giả lại đúng không? Vâng. Đấy, thế thì hôm qua là hai anh em ghi ra đây à? Vâng. Thế thì Hải biết đọc thì Hải cứ đọc xem là qua nhận được bao nhiêu cái phong bì. Hôm qua là nhận đó, được. Đếm xem bao nhiêu cái phong bì. Đếm nhận được bao nhiêu cái phong bì, bao nhiêu tin? Được 5 tin. Được 5, đã được 5 cái phong bì à? Vâng. Thế thì hôm qua thì hai anh em là bóc rồi đúng không? Vâng. Hai anh em bóc xong thì cũng ghi lại đúng không? Vâng. Thế thì bây giờ Hải thay anh Sử là đọc xem là có các bác, các chú, các em, các anh gửi là bao nhiêu nhá. Vâng. Anh chị Quyền Yển 200k, Bác Giáo Tin 200k, Bà Chiêm 300k, em Quân 200k, em Cương 100k. Thế là cũng được là 5 cái phong bì đúng không? Vâng. Thế thì tiền này thì hai anh em sẽ để làm gì? Hả? Để dành. Là để dành à? Vâng. Là Sử tự cầm chứ? Vâng. Đấy, Sử tự cầm thì khi nào mà các bác ấy, ở đây thì chỉ có là em Quân thì gọi là làm nhà thôi. Chứ còn như các bác thì các bác chỉ gửi cái phong bì gọi là gửi mừng cho các em một chút. Vâng. Đấy. Như ở đây thì hai anh em thì còn nhớ đến bác Chiêm không? Có ạ. Đấy, bác Chiêm thì cũng ra đến tận nhà đúng không? Vâng. Thế là hôm nay là khách khứa là đi về hết rồi đúng không? Vâng. Nhà cửa thì hôm qua là anh nhìn thấy là chắc là hai anh em là chỉ gọi là rửa bát thôi đúng không? Vâng. Đấy, nhà thì cháu Lực nhìn thấy là cũng còn một chút đồ đạc của bác. Chắc là tí nữa anh em mình là phải dọn thêm. Vâng.
Đấy. Và cháu Lực cũng xin cảm ơn các bác đã theo dõi và đồng hành cùng cháu Lực trong thời gian hôm qua. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, về cái phần phong bì của các em nhận được bao nhiêu thì các em cũng đã công khai, và ai là người cầm thì các em cũng đã nói lên hết rồi, và các em chi làm sao thì đấy là cái quyền mà lựa chọn các em để mà chi. Đấy, nhưng mà chi thì chi cho nó đúng cách mà, cho nó hợp lý nhá. Vâng. Đấy. Thế rồi bây giờ thì hai anh em mình đi vào dọn nhà một chút nhỉ. Vâng. Hay dọn nhà dọn sân một chút. Đấy, mấy anh em thì mỗi người làm, hai anh em thì mỗi người làm một việc nhá. Còn là những cái vỏ bìa cắt tông này thì ít quá thì chắc là mình đem đi gom để mình đi đốt luôn. Đấy, bao tải thì tận dụng lại nhá. Cái kia chắc là để mình để đốt rồi sửa lại nhá. Cái này này. À đây, mình để chai này sửa ơi. Để lại cái vỏ chai ấy, bao tải này. À, những cái vỏ chai ấy thì mình tận dụng lại, sau này mình có thể là đựng mật ong đúng không? Chai này các em hay đựng mật ong đúng không? Vâng. À. Mấy cái thùng này em bỏ hết ra ngoài đi sửa ạ. Đấy, không, mình không để ở trong nhà. Đây, ở đây thì hôm qua thì cũng là mình tự làm và mình tự bày, cho nên là mình tự dọn thôi nha. Mấy góc học tập các em thì chúng tôi cũng sẽ chuyển ra bên này một chút cô bác ạ. Còn như là cái bàn thì cháu Đức sẽ không kê vào gần tivi quá các bác, kê ra bên này, kê thành chữ L một chút các bác nhé. Mình dọn trong nhà xong rồi một tí mình quét sân sau nhỉ. Đấy, thời tiết thì ngày dần là nắng lên rồi, không có còn là lạnh lẽo như thời gian vừa qua nữa. Hôm nay thì có vẻ như là có gió khá là nhiều. Đây, có rất là nhiều vỏ chai nhỉ. Đây, mấy cái chai đấy thì mình bỏ vào trong đây. Sứ ơi, mình quét từ trong nhà trước em. Đấy, mình quét từ trong nhà ra. Dọn từ trong nhà ra hết. Đấy, kia còn một chai nữa kìa. Đấy mà. Mở biết đấy không mở được à? À, có rượu à? Thế thì xử đi dọn ở ngoài, Hải đi ở trong nhà nhá. Đấy, đến chiều tối như này thì là mình phải quét sân nhá. Để làm sao mà cho nó sạch sẽ ở ngoài sân. Hôm qua này đến tối thì còn bao nhiêu mâm à Sử? 5-6 mâm. 5-6 mâm thêm à? Ôi thế là lúc mà ban ngày là 10-11 mâm đúng không? Ban ngày 11 mâm, xong rồi đến chiều tối là thêm cho là 5 mâm nữa đi. Là cũng được khá là 11 cộng với 5 là đi 16 mâm rồi. Đấy, hôm qua thì cháu Lực chuẩn bị tất cả là 20 mâm cô bác ạ. Hơn 20 mâm ấy. Làm mà dư ra. Đấy, em Hải thì sẽ là quét ở trong nhà nhá. Quét ở trong nhà rồi một tí lấy lâu qua nữa. Dọn cái này đã Hải đây. Đây. Giấy này. Đây rẻ này. Đấy. Cái rẻ thì để ngoài kia đi. Giấy thì để tạm lấy đã giấy ấy. Ở đây thì hôm nọ là anh mua rẻ 5 cái là cái nào mà để mà lau tủ là cái nào lau tủ, cái nào lau bàn là lau bàn nhá. Vâng. Từng cái một nhá. Vâng. Thì nay anh sẽ nói cho với anh Sử tiếp. Hôm nọ anh mua rẻ Sử ơi. Sử. Vâng. Là mua 5 cái nào là mình lau tủ lạnh là mình lau tủ lạnh, cái nào mà mình lau bàn thì mình lau bàn nhá. Vâng. Đừng để lấn lộn nhá. Đấy, quét đi xuống dưới trong tí mình đi xuống gom sau. Đấy, khi mà có những ánh nắng vào thì nhìn ngôi nhà rất là nổi trội trội đúng không các bác. Sơn thì cũng có này, và màu cửa thì cũng rất là nổi bật. Ở đây thì bên ngoài cháu Lực vẫn lắp thêm một cái bóng đèn cửa đúng không các bác nhá, bóng đèn ở bên ngoài nữa.
Đấy, quét đi. Quét từng chỗ ngóc ngách một. Làm sao mà quét từng nó sạch sẽ có thể đi. Hay còn về cái việc mà công khai tài chính ấy cô bác thì chắc là độ tầm qua Tết thì cháu Lực mới làm được cô bác ạ. Bây giờ thì đang đến cuối năm thì cháu Lực cũng hơi bận về cái khoản mà đi trao những phần quà mà các bác, các cô, các chú, mạnh thường quân gửi tới cho hoàn cảnh những cái hộ nghèo ấy cô bác. Đấy còn bát đũa thì Hải ạ, à, anh nói nhá. Úp ở đây khô rồi thì mình mới để vào trong này nhá. Còn tuyệt đối là ngăn trên này là mình không có để thức ăn nhá. Này Hải ơi, bây giờ em lấy túi bóng ra cất cái đĩa này đã. Cái đĩa này thì là hôm nọ là đi mượn về. Đấy, cho nên là mình phải đi giả cái ta. Đây, túi bóng đi. Đây nhá. Cái nào mình muốn mượn là mình đi giả, cái nào là mình không mượn thì sẽ để lại. Đấy, em đặt xuống đi. Đấy, em để xuống, em tự để đi. Đây là phần phía trong nhà các bác này thì cũng rồi mà thêm một cái bóng đèn năng lượng mặt trời đúng không bác nhé. Đây là phòng ở chỗ mà cái phòng bếp của bác nhé. Còn phòng khách thì cũng có một cái là nằm ở bên kia. Đến chiều tối thì khá là, buổi tối thì phải nói là khá là sáng của bác ạ. Ở bên kia còn đấy kia. Đấy nhặt hết đây. Nhặt hết cái nào mà mình đi mượn đấy. À, những cái đấy thì đi mượn thì mình nên nhặt hết ra. Đấy, hai anh em thì một người là quét ở trong, một người là quét ở ngoài. Đấy, quét xong nhìn nó rộng rãi nhỉ Sử nhờ. Đấy, còn ở việc ngoài sân thì mình không thể tránh khỏi được là lá cây nó rụng rồi. Mùa này đang là mùa lá cây, cây trúc này cô bác này, cây măng này nó rụng xuống. Đấy, quét vào xong quét xong một tí lâu qua nhá, chổi lâu thì có mọi cái đúng không? Đấy còn cái chỗ giỏ này thì để đây là đúng rồi nhá. Ngày mà mình rửa bát xong để đây úp cho nó khô rồi thì làm em để vào chỗ tủ nhá. Rồi. Ôi, sửa đâu rồi nhỉ? Này lấy đốt luôn đi sửa. Không có bật lửa. À thế là tí lấy sau nhỉ, anh cũng giờ đang không có bật lửa. Thế thôi tí mình đốt sau vậy. Lấy giấy này, lấy bếp ga. Hả? Lấy bếp ga? À đúng rồi, đúng rồi. Tự đồng. Đốt ra ở... Ôi đây con bếp này này, bếp này nhiều này. Đây đốt đây này, này. Chỗ này anh thấy có này. Đấy có mà đốt được đang trời nắng ấy. Đấy còn những cái viên gạch này cô bác này. Thì viên gạch mình sẽ tối lực sẽ không có để mà vứt đi cô bác nhá. Sẽ để lại để cho mấy nữa hai ông cháu có thể là tận ba ông cháu để tận dụng lại để mà mình xây được cái gì đó. Gạch thì mặc dù nó đã bị vỡ rồi nhưng mà mình vẫn xây được. Nhưng mà cho Hải mở cái cửa đấy đã thì mới lấy được nước. Ở đây mở rồi.
Đây thì sau những cái lần mà khi mà anh em làm tân gia xong hay là làm sửa sang lại cái gì của bác này thì sẽ phải là dọn dẹp lại. Hôm qua này làm tân gia này Sử có thấy mệt không? Có. Có. Mệt nhưng mà sau này bù lại được cái gì? Là hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Yeah. Là hoàn thành là khi mà lên nhà mới đúng không? Hay khi mà làm tân gia thì cũng được rất là nhiều người lên hộ mình hàng xóm ấy nhờ. Đấy, có cả em Quân, cả em Cương nữa. Đấy, các em thì mặc dù là ở nhà là ai cũng có công việc cả, nhưng mà các em cũng biết là sắp xếp công việc làm sao mà nó hợp lý mà để mà lên hộ Sử với lại Hải. Đấy, anh Sử thì đang dọn ra ngoài, còn em Hải thì hiện tại là đang ở bên trong để cho Lực sẽ đi vào và ghi hình một chút cô bác ơi. Tình hình đến đâu rồi? Hả? Ô, cái Hải thì mặc cái áo lại, áo này, áo cú à? Áo từ lâu rồi đúng không? Cái chiếu này thì mình không nên để đây đâu Hải nhá. Chiếu này thì mình cứ giải nó ra nhá. Khi mà tí em lau nhà xong nhá. Em cứ giải nó ra. Đấy, không được để dựa vào tường đâu, dựa vào tường mà nhìn xấu ngôi nhà lắm. Đấy, quét xong thì nhìn là rộng rãi rồi. Còn bạn học thì sẽ là ở đây nhá, bạn học Hải nhá. Đến buổi tối ấy. Đến buổi tối thì cái bóng đèn năng lượng mặt trời này trên này của bác này nó cũng sẽ chiếu xuống và sẽ rất là sáng luôn. Thế là tối hôm qua là lúc mà anh về thì lại có thêm 6 mâm bà Hải. Thêm là 5 mâm. Thế là chứng tỏ là đến ban ngày thì bà con bận hơn, đến tối thì bà con lại ra đông hơn các bác. Nhưng mà đến lúc đấy thì cháu Lực cũng lại về mốt rồi. Thật sự ra thì hôm qua khi mà anh chị Quyền Hiển vào với lại anh các anh ở xá vào thì cháu Lực cũng làm 1-2 cái ly rượu thì nó cũng hơi tê tê phê phê rồi xong là về uống ngủ đến tối luôn các bác. Cháu Lực thì là người mà không uống được rượu bia cho là lắm, cho mấy. Đấy, cũng tức phim này thì cũng mong các bác là thông cảm cho cháu Lực cô bác nhá. Thì sẽ để mình đốt ra ở gần đây luôn, đằng ấy ra là hôm nọ là tận dụng lại cái thùng sơn này các bác này, sẽ tận dụng cái thùng sơn để mà mình để ngoài, xong là các em để rác, xong là đem đi chỗ xa xa nó đốt một chút thì nó sẽ hợp hơn. Thế là tối hôm qua các bác lại vào mới thì Sử có uống rượu không? Không ạ. À. Không à? Vâng. Thế là ông là uống rượu ấy nhờ? Vâng. Ông là chắc là hôm qua là say nhờ? Vâng. Giờ này ông dậy chưa? Dậy rồi ạ. Dậy rồi à? Vâng. Cái rổ này thì mình để lại xong rồi mình tận dụng lại để rác nhá. Vâng. Cái rổ ấy. Vâng. Dụng lại mình để rác xong là lâu lâu là mình gom đi đốt.
Hôm qua thì ông mời là hầu như là mời bà con ở trong bản này hết thôi nhỉ? Vâng. Thế mời những người ở mời khách ở xa nhất là mời ở tận đâu? Tận xa đến. Tận xa đến à? À là chỉ ở xã mình quay đầu rồi đúng không? Ê, hôm qua vào các anh xá cũng có thêm thùng quà nữa nhỉ? Hải là quét sông ấy nhỉ? Chỗ hành lang đấy mình phải lau lâu cho nó sạch sạch hả nhá? Và khi nào mà có nước mưa xuống ấy thì là mình đừng cất, mình đừng quét quét để cho nó đi vào phần tường nhà nhá. Thì sau này nó sẽ bẩn tường ấy. Đấy, bây giờ thì đi pha nước để mà lau đi quét quét xong nhà ấy. Ở ngoài thì anh Sử là quét xong rồi. Đấy. Hai anh em thì mỗi người làm một việc. Đấy, ở trong nhà thì hiện tại là tất cả những cái đồ dùng đồ đạc ấy cô bác này cũng là sắm sửa cho ba ông cháu hầu như là từ A đến Z không thiếu một cái món đồ nào nữa. TV, tủ lạnh, bàn ghế nào là giường, tủ bình nóng lạnh hầu như là không thể thiếu một cái gì nào. Hôm qua thì khi mà mấy anh ở bên xá vào ấy thì là cũng trầm trồ vì cái ngôi nhà này cô bác. Cả anh chị Quyền Hiển cũng thế. Ở trong nhà thì là thưa cô bác này, hôm nọ thì khi mà mấy em đang dọn nhà ấy thì sẽ gọi là cháu được vào tiện thể là dùng bát vào đây để tráng luôn đấy, nhưng mà không phải là cái gì cũng đem khi mà nấu ăn, khi mà gọi là ăn cơm xong ấy thì là bát là sẽ không có rửa với phần nhà vệ sinh đâu, thì sẽ rửa cái chỗ mà buồn rửa hết. Đấy, ở đây thì có một cái công tắc là đi vào nhà vệ sinh. Đây, trong nhà vệ sinh thì cũng đầy đủ tiện nghi rồi, không thiếu thốn cái gì cả. Đây, bên này thì cũng có một cái giá để mà mình treo khăn này, treo khăn mặt. Cái này thì lau nhà thì thích nhỉ? Vâng. Chỗ vắt có, nước có. Đấy, bây giờ thì khi mà hoàn thiện ngôi nhà đấy thì là ba ông cháu là gọi là chỉ có đi kiếm tiền và mua thức ăn nữa. Còn như em Hải với bà Sử với lại ông ấy thì hàng tháng cũng được bà An Phạm gửi cho một cái khoản mà cũng khá là lớn. Thế là sáng hôm nay là hai em khắc rửa bát rồi à? Vâng. Hôm nay có con nhà chú ra hộ được rửa bát được không? Có. Có à? À. Đấy, lâu quá là sạch bóng luôn rồi cô bác ạ. Còn về cái phần tân gia của nhà ba ông cháu của bác này thì cũng được là hai chị Nguyệt Thúy này, bà An Phạm này, chị Trần Thị Tám My Hồng Kông là có tài trợ cho ba ông cháu về cái
quả mà làm tân gia. Và hôm nọ thì cháu Lực cũng đã công bố lên là các bác, các chị, các bà là gửi bao nhiêu rồi. Cái đấy á, để em cứ bước gọn vào đi, gấp xoay gọn vào, xong mà để em đừng có để dừa vào tường nhá. Đấy, cứ để đấy, lúc nào mình ăn cơm thì mình kéo ra. Đấy, còn và cháu Lực cũng đọc được một cái bình luận ở trên kênh, có một bác nói rằng là sao không mua được cái mâm ấy các bác. Trong lọ thì các bác cũng bảo là cháu Lực mua cái mâm gỗ ấy, nhưng mà cháu Lực đi xuống huyện thì không có mua được. Đấy, chủ nhật tuần tới thì sẽ để các em sẽ đi mua. Đấy, hiện tại về cái phần tiền kinh phí của nhà ba ông cháu thì cũng đã hết rồi cô bác ạ. Và còn âm vào đấy là hơn là 5 triệu đồng. Âm vào đấy hơn 5 triệu đồng thì cũng không có đủ, cũng không có kinh phí để mà mua thêm ấy. Thì khi mà các bác gửi cho các em ấy, thì các em cũng tự biết là dùng cái số tiền đấy để mà đi mua. Đấy, bây giờ thì gọi là trong nhà thì cũng chẳng có thiếu vật dụng gì nữa. Nếu mà tuần này xử đi thì bảo ông đưa tiền để đi mua cái mâm nhá. Đấy. Thế là lâu thụt lùi như hôm nọ em bảo nhá. Nếu nó lâu xong là mình lại đi vào thì nó lại bẩn. Ây. Các bác gửi tiền để mà làm tân gia thì thực sự không có làm được đến tận 25 mâm đâu các bác, 20 mâm đâu. Và mỗi mâm thì gồm là 6-7 món rồi, và trong đó thì cháu Lực còn mua thêm là mắm muối mì chính, nào là ớt nước mắm nữa. Ở đây thì sau khi mà cháu Lực lên hoàn thiện ngôi nhà của ba ông cháu thì phải nói là cháu Lực cũng học hỏi được thêm rất là nhiều những kinh nghiệm và những cái bài học khi mà giúp đỡ một hoàn cảnh đó, hay là mình làm cái gì cho những hoàn cảnh đó. Đấy, có thể là trong thời gian tới cháu Lực đi chia sẻ những hoàn cảnh nào khi mà cháu Lực bước vào làm thì sẽ không có bị sợ sệt và không có kinh nghiệm nữa. Đấy, ở đây thì khi mà tất cả mọi việc, mọi cái thì mình làm ấy cô bác, thì không ai không sai sót một chút nào cả, không ai là không hoàn hảo được. Đấy, cháu Lực cũng rất là muốn gặp một bác nào đấy thực hoàn hảo từ đầu đến đuôi, từ A đến Z, thì có thể là hướng dẫn cho cháu Lực để làm sao mà cháu Lực được hoàn hảo như bác đó. Khi mà vào làm ngôi nhà thì cháu Lực cũng sai sót rất là nhiều. Bây giờ rất là may là khi mà cháu Lực làm ấy thì có các bác Mạnh Thường Quân, gọi là các bác lúc nào các bác cũng gọi điện nhắc nhở cháu Lực rằng là khi mình làm mình phải làm như thế nào thì nó mới chắc chắn, và mình đặt như thế nào thì nó mới đẹp được. Lúc nào mà Hải quét ở sân đấy thì là trời nắng quá có bụi ấy, thì lấy nước quét lấy nước vớt vớt qua nhá, để làm sao mà nó hết bụi luôn đi. Thế là lâu xong đấy nhỉ? Thế là xong, hôm nay là anh em mình dọn dẹp nhà cửa rồi.
Đấy, bây giờ thì đem đi giặt đấy. Đấy đem bây giờ đem đi phơi khô luôn sửa. Khi mà giặt giặt xong ấy, đem đi phơi khô luôn xong là chỉ cần đổ nước nó đi thôi. Đấy. Đem mà phơi ở bên kia này Hải. Đấy, vừa trời nắng này vừa lau cái là khô rất là đẹp luôn nhỉ. Đấy, vừa rồi thì ba anh em cũng đã dọn dẹp xong ngoài nhà cửa mọi cái rồi các bác ạ. Đấy, hôm nay thì cháu Lực lên và ghi hình lại ở đầu video thì cháu Lực cũng đã nói rồi và công bố một chút là cái phần tiền tân gia của nhà ba ông cháu, chứ để tránh trường hợp là một số bác là sẽ hiểu lầm anh ấy. Và sẽ hiểu lầm anh rằng là nói là tiền đấy anh không đưa cho các em đấy. Đấy, nhưng mà ở đây là không qua là các em là tự bóc hết đúng không? Đấy, các em là tự bóc hết, chứ là anh là anh thì anh cũng là người mà đưa cái phong bì của bác Chiêm với lại của bác Sáu Tin. Đấy, có một bác Sáu Tin thì gửi cho anh khá là lâu rồi. Gửi cho anh khá lâu rồi nhưng mà anh chưa đến tân gia thì anh chưa cho các em được. Đấy, đến tân gia thì anh mới cho được. Thế thì bây giờ khi mà hoàn thiện xong mọi cái đấy thì về cái phần công khai tài chính ấy, chắc là anh cũng sẽ phải là qua cái Tết thì anh mới làm được cái phần đó. Đấy, tại vì là cuối năm như này thì anh cũng bận làm một số công chuyện. Thứ nhất là chuyện riêng anh, và thứ hai thì cũng chuyện là các bác gửi quà cho anh phải đi trao. Đấy, ở đây thì anh không phải là trao ở nguyên xã mình đâu, anh còn đi vào xã khác, vào thôn khác. Anh đi vào thôn nào mà nó cũng cực kỳ là khó khăn, thôn nào mà có nhiều hộ nghèo nhất thì anh sẽ vào. Đấy, như ở đây thì khi mà hôm qua mà làm tân gia xong ấy, các bác vào thì các bác có ùa về cái ngôi nhà của mình không? Có. Có ùa đấy là người ta ngạc nhiên ấy. Ngạc nhiên rằng là ba ông cháu có một ngôi nhà đẹp như thế ấy. Các bác có hỏi rằng là tiền đâu ra để mà làm không? Không phải đâu. Không có. À, thôn này biết hết đúng không? Vâng. Là mình chỉ mời mỗi thôn này thôi đúng không? Vâng. Thế còn là anh em ở trong chỗ xa thì không mời à? Không được. Ừ. Thế thì tối là mấy ông cháu là nấu cơm ở trên này ăn luôn đấy chứ? Vâng. Ừ. Ở trên này thì bây giờ bếp ga mọi cái thì cũng đã đầy đủ rồi nhỉ? Vâng. Bếp ga thì bây giờ bếp củi mình có ấy, thì là lúc nào mà mình lúc nào mà cảm thấy là mình bận ấy, mình sẽ dùng bếp ga. Đấy, còn là như mà lúc nào mà mình rảnh rảnh thôi thì mình lại đun cái bếp lửa lên, bếp khói lên, ống khói có mà. Đấy, ở dưới nhà anh thì cũng thế, lúc nào mà bố mẹ anh bận thì mới dùng đến bếp ga. Thì một bình cũng được rất là lâu, một bình thì được độ tầm là 3 đến 4 tháng đấy. Có khi là còn hơn đấy, rất là lâu đấy. Cho nên là làm sao mà mình tiết kiệm một chút, đồng tiền thì kiếm nó khó lắm. Đấy, ở đây thì các bác gửi tiền cho các em. Các bà, các bác gửi tiền cho các em thì không phải là tiền của các bác như là lá mít cả. Tiền của các bác cũng phải đi đổ mồ hôi công sức thì nó mới ra được đồng tiền, và mới có được đồng tiền đấy để gửi cho các em. Các bác cũng đã từng trải qua cái cảnh mà khổ rồi, thì các bác khi mà các bác lớn rồi, các bác hiểu được cái tình trạng của các em là đang ở cái vị trí nào, đang thiếu thốn những cái thứ gì, thì các bác sắm sửa và các bác gửi tới cho các em đó. Thế còn là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi, chắc là anh em mình cũng xin được kết thúc ở đây thôi nhỉ. Đấy, anh em mình lại đi ăn nấu cơm, đi ăn cơm. Tối nay ăn cơm với Hải Sử một bữa nhỉ. Thế tối nay cho anh ngủ dứa được không? Được à, ngủ dứa hai anh em nhá. Đấy, thì chốt nhá. Đấy, thước phim này cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi các bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu Sự chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.